Xin chào các anh đến với video số 315 của kênh Đầu Câu Togo Japan nhé. Clip tối nay em gửi đến cho mình một lô cần nha, có cần ISO dây trong nha mấy anh. Chiều dài là 3m6 cứng 80 ha, và một cây chính hãng Daiwa nha. Đấy, chiều dài 4m cứng 80, cứng cao cho mình đi săn hàng luôn nha mấy anh. Ba cây đều cứng 80 ạ. Và có vài cây cần câu ngâm này, câu lăn xê ha, câu lua đẹp ken cho mình luôn ạ. Có một cây cần lục 3 khúc này, còn tất cả đều là lục rút cho mình luôn nha. Đấy, vài cái cán vợt giá rẻ cho mình luôn ạ. Rồi em xin lên phụ kiện trước nha mấy anh. Phụ kiện mặt số 1 thì em gửi đến anh đó là cước tim Daiwa nha, hàng nội địa Nhật, đường kính là 0.35mm ạ. Tải cá tầm khoảng là 10kg cho mình, tương đương với size cước số 5 nha. Và loại này thì nó có cái màu ri như này nha mấy anh. Cái loại này thì em ghép combo gồm 3 cuộn lại với nhau, mỗi một cuộn là 100m, 3 cuộn là 300m nối liền nhau không cắt rời. Em bán với giá là 100k nha. Mã số 1 100k cho cái combo này nha mấy anh, mã 1 ạ. Mã số 2 thì em gửi đến anh đó là cước lụa nha, đường kính 0.35mm, cước lụa Asso, hàng nội địa Nhật. Tải cá 8.3 kg và mỗi một cuộn như này là 600m nha. Thì cái loại này nó rất là mịn nha mấy anh, rất là mịn, dẻo dai, chống sóng dây và chống mài mòn dây. Chất lượng vượt trội hơn tất cả các loại cước khác nha, rất là dai cho mình luôn nha. Loại này thì nó có đường kính là 0.35mm, tương đương với là size cước số 5 nha, tải cá 8.3 kg. Đấy, hàng nội địa Nhật nha. Và mỗi một cuộn như này là 600m nha mấy anh, 600m. Đây nó có cái màu như này nha, nó có cái màu như này ạ. Em bán với giá là 199k nha. Mã số 2 nha, 199k, mã 2 199k cho cái loại này nha, mã 2. Mã số 3 thì em gửi đến anh đó là cước Mỹ, đường kính 0.45mm à, tải cá tầm khoảng là 21-22kg. Mỗi một cuộn là 130m, thì em bán combo 2 cuộn là 260m nha. Nó có cái màu nâu đỏ nha nha. Cho sợi cước to cho mình nha, để đặt câu săn hàng, câu tra xong hồi dịch vụ đều được luôn ạ. Đấy, đến từ hãng Bassa, hàng lớn có mắt in rõ ràng đầy đủ cho mình, khỏi phải sợ hàng cho nổi, và loại này phản hồi rất tốt nha. Combo mã số 3, 2 cuộn như này là 260m, em bán với giá là 130k nha mấy anh. 130k cho cái loại này ạ. Mã số 4 thì em gửi đến anh đó là cước Toto, đường kính 0.22mm này. Đấy, cái loại này để câu lua cũng khá ổn áp nha mấy anh. Loại này thì tải cá 5.4 kg nha. Em ghép combo 2 cuộn như này nha, lại với nhau là 300m nha. Đến từ hãng Passa này, mỗi một cuộn là 100m nè, 150m. Và có tem chống hàng giả cho mình luôn. Đấy, tem chống hàng giả nha. Em bán với giá là 120k cho cái combo này nha mấy anh. 120k, và nó có cái màu trắng sữa như này nha. Kéo một sợi ra thì nó cũng trong này, kịp với màu nước cho mình luôn. Combo mã số 4 em bán với giá là 120k cho loại này nha. Mã 4, 120. Mã số 5. Số 5 thì em gửi đến anh đó là lưỡi BVLC, lưỡi săn hàng đánh bắt cá lớn nha. Lưỡi này thì em ghép combo gồm 3 size số 10 này, 11 và 12. Size số 10 tầm khoảng là 3.5 ô tập, size số 10 4 ô, và size số 12 là 4.5 ô nha. Lưỡi thì có đầu bo tròn, có ngạnh sắc bén, thân lưỡi dày dặn cho mình, rất là nhạy cá và khó sảy cá. Một hộp như này rất là nhiều lưỡi nha mấy anh. Combo này tầm khoảng là hơn 300 lưỡi nha. Em bán với giá là 100k cho loại này nhé. Dùng để câu sông, câu biển, săn hàng, cánh cá trào, dịch vụ câu chim đều được hết luôn nha mấy anh. Đấy, mã số 5 em bán với giá là 100k cho 10 hộp như này nha. Mình đi mã số 1 thì em gửi đến anh đó là một con máy gôn 4.000 nha. Con này lua khá ok nè mấy anh. Có hộp kim, thân là carbon, và xây thực của nó tầm khoảng 3.000, ratio 5.2, gọn nhẹ cho mình luôn nha. Vòi cước 0.2 là được 240m, 0.25 200 và 0.37 là 100m nhé. Mua bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ, cần gạt, con lăn, đổi tay quay trái phải đều được, chốt chặn đảo chiều đầy đủ, máy chạy nhẹ nhàng cho mình luôn nha. Chốt chặn đảo chiều. Đấy, con máy mã số 1 hoạt động tốt, xây thực 3.000 em bán với giá là 219k nha mấy anh, 219k cho con máy này, 219k. Mã số 2 thì em gửi đến anh đó là một con máy Yumoshi, xây thực 6.000 cho mình nha. Vào cước 0.4 là được 240, 0.45 là 190 nha. Có là hộp kim, thân là carbon, và con máy này chạy 13 bạc rạng nha mấy anh. Mua bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nè, cần gạt, con lăn ạ, đổi tay quay trái phải đều được nha, chốt chặn đảo chiều đầy đủ, máy hoạt động nhẹ tên cho mình luôn nha mấy anh. Đảo chiều, chốt chặn ạ. Đấy, con máy mã số 2 ạ, xây thực 6.000, em bán với giá 190k cho con máy này nha mấy anh. 190k mã số 2 ạ. Mã số 3 thì em gửi đến anh đó là một con máy chuyên lua cối nông nha. Đây,
có là hộp kim thân là carbon, size thực 2500 nha mấy anh. Radio 5.2 máy chạy 5 bạc đạn cho mình. Vào cước 0.17 là được 160m, 0.19 145 và 0.24 là 115 nhé. Hãy có hộp kim, cân gạt, con lăn, đổi tay quay trái phải đều được. Và con máy này là thiết kế tay quay đôi độc lạ cho mình luôn nha. Hoạt động máy nè, máy chạy nhẹ nhàng cho mình luôn nha mấy anh, rất là nhẹ luôn. Đấy, hoạt động tốt nha, thắng EBS à, đảo chiều. Đấy, con máy mã số mà số 3 đấy, em bán với giá 550k nha mấy anh. Mua con máy này trong máy đã có dù sẵn và em tặng kèm theo một cái cuộn cước này nữa nha mấy anh. Mã số 3 em bán với giá là 550k, nguyên một cái combo như này nha, cả cước cả dù luôn nha mấy anh. Mã 3, mã số 4 thì em gửi đến anh, đó là một con máy đuôi chuột nha, một con máy Kaida, con này xây thực 4000 nha, Radio 5.2 nè, tiếng đời rắc vẫn còn đây. Đấy, cối hợp kim thân là carbon luôn. Và con máy này thì nó chạy 8 bạc đạn nha mấy anh, 8 bạc đạn. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. À, cần gạt con lăn đầy đủ hết luôn nha. Vào cước 0.25 là được 215m, 0.3 là được 150 nha. Đấy, cần gạt con lăn ạ, à, đổi tay quay trái phải đều được nha. Hoạt động máy này, con máy này nó có chế độ xả nhanh nha mấy anh, có chế độ xả nhanh. Có thắng EBS cho mình luôn. Đấy, đảo chiều chốt chặn đầy đủ nha. Đấy, đảo chiều. Con máy mặt số 4 em bán với giá là 350k, kèm theo một cái cối đây nha mấy anh, kèm theo một cái cối nha, và kèm theo cái cối này là cối carbon nha, để cối rất là dày dặn nha mấy anh, rất là dày dặn luôn. Mặt số 4 350k nha, 350k. Rồi em hết máy rồi, em qua cán vợt và cần đây ạ. À, cán vợt mặt số 1 thì em gửi đến anh, đó là một cái cán vợt 1m6 nha, cán vợt fit nha mấy anh, cán vợt fit đây, màu phôi đẹp ken cho mình luôn nha, màu phôi đẹp ken cho mình luôn nè. Đấy, em ra em rút ra cho mình xem luôn nha, rất là sáng nha. Cái này gen 8 nha mấy anh, cán này gen 8, màu phôi đẹp ken nha. Cán này 1m6, mấy cái cán ngắn ngắn thì chứ cái độ cứng của nó cao lắm nha mấy anh. Đấy, tại cá vô tư luôn nha. Cái cán vợt này em bán lẻ là 250k nha, kèm theo cái mặt vợt như này nữa thì em sẽ bán như này là 300.000 nha. Đấy, 300.000 như này ha. Em chỉ bán lẻ cán vợt, không bán lẻ mặt vợt nha mấy anh. Nếu như lấy lẻ cái cán không lấy mặt vợt thì nó sẽ là 250, và nếu như kèm theo như này là 300 nha. Đấy, 300.000. Mà số 2 thì em gửi đến anh, đó là một cái cán vợt 2m7 nha, cán vợt 2m7. Đấy, màu phôi cũng còn sáng cho mình luôn nha, màu phôi sáng cho mình nè. Cầm nè, quấn chỉ rất là chắc chắn nha mấy anh, rất là chắc chắn cho mình. Cái này 2m7 nha, đây em rút ra cho mình xem nha. Mô phôi cũng còn ok này, cái chỗ này nó bị nổ sơn nha, không phải bị nổ lóng nha mấy anh, nổ sơn. Đấy, cũng còn khá ok, trầy xước sơn nha, bị trầy xước sơn. Cái cán số 2 em bán cái giá là 250k, kèm mặt vợt nữa là 300 nha. Cán số 2 250k, cán 2 kèm mặt vợt nữa là 300. Cán số 3 thì em gửi đến anh, đó là một cái cán cũng chiều dài 2m7 cho mình luôn. Đấy, cây này cái thân to nha anh, thân to nha, rất là chắc chắn cho mình ha, thân to, thân to để tải cá to nha mấy anh. Đấy, màu phôi cũng còn đẹp cho mình luôn, gen 8 luôn nha. Đấy, chỗ này nó cũng bị nổ sơn dăm dăm nhẹ nha. Đấy, cái cán mã số 3 em vẫn bán với giá là 250k nha mấy anh. Cán số 3 250k, kèm theo mặt vợt nữa là 300 nha. Đấy, 250k cho cái cán số 3. Số 4 thì em gửi đến anh, đó là một cây cần lục fit nha, chiều dài của nó là 3m9, đến từ hãng Olympic cho mình ạ. À, cây này thì nó có cái ngọn là 3 ly 1, trọng lượng 439g và thu gọn của nó là 79cm nha, 79cm. Dàn khoen loại sứ và khoen cái của nó là loại sứ trắng nha. Bắt gặp FX7 cho mình nè. À, đây em ra cần cho mình xem luôn nha. Đây, màu phôi vẫn còn sáng nha anh, màu phôi sáng bóng cho mình luôn. Cái cán mà cây cần lục mã số 4 là một cây cần lục fit nha, em bán với giá là 320k cho cây cần này nha. Mã số 4 320k, mã 4 320 cho cái cây cần lục fit này nha, cần rút à. Đấy, mua mấy cây này rẻ rẻ về tập câu, câu giải trí đâu cũng được nha mấy anh. Mã số 5 thì em có một cây cần lục fit đây. Cây này chiều dài 4m5 nha, cũng đến từ hãng Olympic cho mình luôn. Tay cầm đây à. Cây này chiều dài 4m5 nha, trọng lượng của cây cần này là 645g, thân to nha mấy anh.
Cây này thì ngọn 33 và thu gọn là 82 cm. Chàng khoen loại sứ đen và có một cái khoen là loại sứ trắng cho mình luôn nhé. Đây em ra cần cho mình xem luôn nè. Ngọn to nha mấy anh, ngọn 33 cho mình luôn ha, màu phôi. Đây. Mấy cây này nó bị xước nha, cây xước nha mấy anh, cây xước dâm. Cây cần mã số 5 mà em bán với giá là 350k cho cây cần này nhé, mã số 5 350k, mã 5 mà cho cây cần này nhé, mã 5 350k. Mã số 6 ạ. Mã số 6 thì em gửi đến anh đó là một cây cần chiều dài 3m nha. Cây này cứng tầm khoảng 15, chính hãng Suzumi cho mình luôn. Cây này là cây cần phôi carbon nha mấy anh, phôi carbon. Trọng lượng của cây cần này là 178g nha. Đây cái bát đây ha, bát Fuji bát gặp cho mình luôn. Tay cầm đây ạ. Đem ra cần cho mình xem luôn nhé. Giang khoen Fuji loại sứ nha mấy anh, giang khoen Fuji loại sứ xám cho mình luôn. Đấy. Này có ngọn tầm khoảng 2 ly 3 nha mấy anh, ngọn 2 ly 3, màu phôi này. Cái này độ mới còn tầm khoảng 80% nha mấy anh, 80%. Chiều dài 3m nha, chiều dài 3m. Cây cần mã số 6 em bán với giá là 430k cho cây cần này nhá, 430k một cây cần ISO khoen lớn chính hãng Suzumi, chiều dài 3m, cứng 15 nha. 430k cho cây cần này, thân nhỏ nha mấy anh, cây này cây thân nhỏ. Mã số 7 thì em gửi đến anh đó là một cây cần ISO đây, ISO khoen lớn. Cây này chiều dài 3m, cứng 15 nha, hãng Shimano cho mình luôn. Chính hãng Shimano nha. Ngọn 2 ly 6 và trọng lượng 179g, bát Fuji bát gặp FX6 cho mình luôn ạ. Giang khoen Fuji loại sứ xám cho mình luôn nha. Và cây này nó có cái thân thì nó hơi bị trầy xước nha anh. Độ mới thì còn tầm khoảng là 75% nha, 75%. Ngọn 2 ly 6 đây ạ. Nó bị trầy xước ở bên ngoài thôi chứ cái lóng bên trong vẫn còn đẹp nha, lóng bên trong vẫn còn đẹp keng cho mình luôn nè. Đấy sáng ha. Đây, nó bị trầy xước ngay chỗ này nha mấy anh, khúc này thôi. Cây cần mã số 7 em bán với giá là 520k cho cây cần này nhá, mã số 7 520k, mã 7 ạ, 520, mã 7. Mã số 8 ạ. Mã số 8 thì em gửi đến anh đó là một cây cần lục rút. Cây này nó có cái chiều dài là 4m rưỡi nha, cứng 20, cứng 20 cho mình luôn nha, 4m rưỡi, cứng 20. Tay cầm đây ha, màu phôi. Bát Fuji bát gặp FX7 cho mình luôn. Trọng lượng của cây cần này là 471g và ngọn 2 ly 3 nha. Giang khoen Fuji loại sứ xám cho mình luôn ha. Giang khoen Fuji loại sứ xám. Đây em ra cần cho mình xem luôn nha. Chiều dài 4m2, cứng 20 nha mấy anh. Ngoại hình thì cần còn tầm khoảng là 75% nha, 75-80% ạ. Màu phôi đẹp keng nha mấy anh, màu phôi đẹp keng, sáng bóng ạ. Đấy, trầy xước sơ nha. Cây cần mã số 8, 2, 4, 6, 8 ạ. Một cây cần lục rút, chiều dài là 4m rưỡi, cứng 20. Em bán với giá là 668k cho cây cần này nha. Phôi rất là dày dặn nha mấy anh, phôi rất là dày dặn luôn, một cây súp ha. Đấy, bát Fuji bát gặp này. Đấy, 668k cho cây cần này nhá. Chiều dài là 4m5, cứng 20, mã số 8 mà 668k. Mã số 9. Mã số 9 thì em gửi đến anh đó là một cây có cái bát Fuji bát gặp FX7 ha. Chiều dài là 4m2 nha, cứng tầm khoảng 25 nha mấy anh, cứng 25. Cây này nó có trọng lượng là 355g và ngọn 2 ly 5 nha. Cái tay cầm của nó đây nha anh, tay cầm dạng cán mút nha. Giang khoen Fuji loại sứ xám cho mình nha, giang khoen Fuji loại sứ xám. Đây em ra cần cho mình xem luôn nhé, ngọn cần 2 ly 5 đây ạ. Ngọn to nha, ngọn to. Phôi carbon xoắn toàn thân đẹp keng cho mình nha. Màu phôi đẹp sáng bóng cho mình, xoắn đẹp keng nha. Đấy. Cây cần mã số 9 nè, em bán với giá là 590k cho cây cần này nhé. Mã số 9 590k. Mã 9 nha mấy anh, mã 9 590k, chiều dài 4m2, cứng 25 nha. Mã số 10. Số 10 thì em gửi đến anh đó là một cây cần lục chiều dài 4m2, cứng 25 cho mình luôn. Đấy. Còn đẹp keng đến từ hãng Daiwa cho mình ạ. À. Đây.
Bát Fuji bát gập FS7, cây này nó có trọng lượng 362g và ngọn 2.3 cho mình luôn nha. Tay cầm dạng carbon nhám rất là chắc chắn, không có bị trơn trượt nha mấy anh. Cây này hàng Korea xuất Nhật cho mình luôn, hàng Korea xuất Nhật. Đấy, vàng khoen Fuji loại xứ xám, bo tròn chống phấn dây và chống mài mòn dây cho mình luôn ạ. Đây. Chính hãng Dawa, hàng Korea xuất Nhật nha. Em ra cần cho mình xem luôn nhé. Cây cần này nó có trọng lượng 362g và ngọn 2.3 nha mấy anh, ngọn 2.3. Màu pho đây, đẹp sáng bóng cho mình luôn nha. Đấy. Phôi sáng nha mấy anh, bị trầy xước sơ thôi. Cái cần mã số 10 à, cái cần mã số 10 em bán với giá là 1.500.000 nha mấy anh, mã số 10 1.500.000 cho một cây cần súp này nhá. Đây cây cần lục này, súp đây, súp win nha. Chiều dài 4m2, cứng 25, chính hãng Dawa, hàng Korea xuất Nhật nha. Mã 10 1.500.000, mã 10 ạ. À. Mã số 11 thì em gửi đến anh đó là một siêu phẩm nhà Dawa nha. Đây. Cây này chiều dài của nó là 4m25, cứng 33 nha mấy anh, cứng 33 luôn. Bát Fuji bát gặp cho mình, cây này độ mới còn cao, vàng khoen Fuji loại xứ xích nha. Đẹp keng ha. Cây này thì nó có cái màu nước sơn ánh tuyến cực đẹp nha mấy anh. Phôi đẹp keng cho mình nè. Hàng Đài Loan xuất Nhật nha, chính hãng đây qua cho mình, vẫn còn cái nắp zin heo cần luôn nha mấy anh, nắp zin heo cần. Trọng lượng 455g, ngọn 3 ly và cái đường kính lóng góc là 23mm nha mấy anh, 23mm. Đẹp keng nha, vàng khoen đây. Đây ạ. Vàng khoen Fuji loại xứ xích nha, vàng khoen Fuji loại xứ xích. Quá trời sáng luôn. Xuất sắc cho cây cần này nha, phôi đẹp keng cho mình luôn ha, phôi đẹp keng. Đây, em rút cần ra cho mình xem nhé. Màu phôi sáng bóng đẹp keng cho mình nè. Đấy. Cây này độ mới cao, không lỗi lầm gì đâu nha mấy anh. Đẹp keng cho mình luôn. Đấy. Cây cần mã số 11, một cây cần lục rút nha, chính hãng đây qua. Chiều dài là 4m25, cứng 33, em bán với giá là 3.680.000 cho cây cần này nhé. 3.680.000. Đấy, cây cần phôi quá đẹp cho mình luôn ạ. Nắp chụp cần theo zin theo cần luôn nha. Màu phôi đẹp keng nha mấy anh. Đấy. Cây cần mã số 11 3.680.000 nha, mã 11 3.680.000. Mã 12 thì em gửi đến man đó là một cây cần lục rút nha. À, cây cần ba khúc ạ, lục ba khúc. Phôi dày dặn cho mình luôn. Đấy, màu phôi đẹp sáng bóng nha. Cây này có cái phôi carbon xoắn 7 cá toàn thân. Bát Fuji bát gặp FS7 vàng khoen Fuji loại xứ xích chân gôn nha. Cây này là phôi hàng Thái Lan nha, hãng Mamiya cho mình. Chiều dài 4m25, cứng chuẩn AX cho mình luôn ha, cứng chuẩn AX. Màu phôi đẹp keng sáng bóng nè. Đấy. Cây này nó có cái ngọn là 3 ly 7 nha. Trọng lượng của cây cần này là 568g nha mấy anh. 568g, cứng chuẩn AX cho mình luôn nha. Một cây cần lục 3 khúc ạ. À. Màu phôi đẹp sáng bóng cho mình. Đấy. Đường kính lóng góc của nó là 22.3mm nha mấy anh. 22.3mm ạ. À. Đây, cái góc của nó nha mấy anh. Đẹp keng nha. Cây cần mã số 12, một cây cần lục 3 khúc nha. Chiều dài 4m25, cứng chuẩn AX, em bán với giá là 3.150.000 cho cây cần này nhé. 3.150.000 ạ, 3.150.000 cho cây cần mã số 12 này nhé. Mã số 13 thì em gửi đến anh đó là một cây cần một khúc nha. Cây này nó có chiều dài 1m2, cứng 30 nha. Để tem còn đầy đủ cho mình. Trọng lượng là 225g và ngọn 1.1 nha. Đây cái đầu của nó đi. Đấy, vừa cứng nha, cái thân nó cứng nhưng mà cái ngọn của nó dẻo nha mấy anh, thân cứng ngọn dẻo, ngọn đây ạ. À. Màu phôi sáng bóng cho mình luôn, cái bát Fuji đây, bát vặn dây vàng khoen Fuji loại xứ đen cho mình luôn, tay cầm
rất là chắc chắn cho mình. Cây cần 1 phút này rất là chắc nha mấy anh, rất là đẹp cho mình luôn à. Đấy. Em bán với giá mà số 10, 12, 13 em bán với giá là 450k cho cây cần này nhá. 450k cho cây cần này 1 phút này nha mấy anh. Khoen bát Fuji luôn nha. Mà số 14 thì em có một combo cần rút nha. Đấy. Cái này phôi fit nha mấy anh, chiều dài 36 ạ, dàn khoen này, khoen bé cho mình luôn nha, khoen bé. Đây. Một cây bát vặn, một cây bát gập nha, tay cầm dạng carbon nhám cho mình luôn nè. Đó. Đây em ra cần cho mình xem luôn nhé. Một cây một ngọn, một ly 9 và một cây một ly 8 nha mấy anh. Đấy, dàn khoen khoen bé nha mấy anh, khoen bé. Màu phôi còn đẹp nha mấy anh, màu phôi còn đẹp sáng bóng cho mình luôn nè. Đấy. Combo mã số 14 ạ, mã số 14 combo 2 cần chiều dài 3m6 nha. Em bán với giá là 300k cho cái combo này nhá, 300k mã số 14, 300k cho hai cây cần phíp này nha mấy anh. Đấy, bán nguyên một combo nha mấy anh. Mã số 15 thì em gửi đến anh đó là một cây cần kinh ton nha, chiều dài của nó là 2m4 cứng MH ạ. À. Cây này một cây cần lua máy đứng. Đấy, tải mồi từ 10 cho tới 30g, tải cá 5-10kg nha. Đấy, phôi carbon gì? Phôi carbon hàng Korea xuất Nhật nha mấy anh, rất là dày dặn cho mình luôn ha, cầm rất là chắc tay, không có bị phỏng phao nha. Khoen bách hãng ngọn 2 ly và trọng lượng của cây cần này là 154g nha, màu phôi sáng bóng cho mình luôn nè. Đấy, màu phôi sáng bóng nha. Tay cầm dạng cán mút cho mình luôn ha, dạng cán mút. Đấy, một cây cần lua nha mấy anh, cây này lên cá rất là ok rồi ạ. Cây cần mã số 15 em bán với giá là 750k cho cây cần kinh ton này nha, mã 15 750k, phôi đẹp cho mình nha. Đấy. Mã 16 thì em gửi đến anh đó là một cây Yamaga Blend hàng nội địa Nhật nha. Cây này chiều dài 2m4 cứng MH cho mình ạ. À. Tải mồi từ 30 cho tới 60g nha. Phôi carbon xoắn ít toàn thân đẹp keng ạ. À. Ngọn 2 ly 3 và trọng lượng 183g nha. Cây này đánh nhái thật được nha mấy anh. Lua lóc chẽm ghềnh ha. Đấy, lua nhái thật được nha. Màu phôi đẹp sáng bóng cho mình luôn ạ. À. Cái bát cũng có chữ Yamaga luôn, rất là đẹp cho mình luôn nè. Đó, tay cầm dạng cá ngút êm ái. Phôi carbon xoắn toàn thân nha, dày dặn cho mình nha, cầm trên tay rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo nha mấy anh. Cây cần mã số 16 ạ, à. Em bán với giá là 1.250.000 cho cây cần này nhá. Mã số 16 1.250.000 ạ. À. Mã số 17 thì em gửi đến anh đó là một cây cần ISO rút chiều dài 3m cứng 80 hàng Korea xuất Nhật, và cây này thì đến từ hãng Shimano nha mấy anh. Shimano cho mình luôn. Trọng lượng 298g và ngọn 2 ly 6 nha. Bát Fuji bát vặn cho mình luôn, Siwin. Đấy, tem vàng còn đầy đủ nha. Cái khoen lỗi con sứ của nó nè. Còn sáng bóng luôn nha mấy anh. Còn sáng bóng luôn, em ra cần cho mình xem luôn nha. Đấy. Màu phôi đẹp nha mấy anh. Ngọn 2 ly 6 cho mình nè, ngọn 2 ly 6. Cây cần mã số 17 là em bán với giá là mã 17 750k cho cây cần này nhá, mã số 17 750k cho cây cần này. Chiều dài 3m cứng 80 nha, chiều dài 3m cứng 80. Đấy. Mã số 18. 18 thì em gửi đến anh đó là một cây cần chiều dài 3m6 cứng 80 cũng đến từ hãng Shimano cho mình luôn, một cây cần rút dây trong nha. Hàng Korea xuất Nhật cho mình luôn nè, tem vàng còn đầy đủ ha. Cây này thì nó có cái trọng lượng là 259g và ngọn 2 ly 7 nha, ngọn 2 ly 7 cho mình ạ. Đây. Đây. Cái này nó hơi bị rỉ nha anh, nó hơi bị rỉ ở cái vòng chống nổ nha. Vòng chống nổ bị rỉ. Đấy, em sẽ bán giá rẻ cho mình luôn nha. Cây cần mã số 18 em bán giá sale là 450k cho cây cần này nha, 450k. Một cây cần đến từ hãng Shimano, chiều dài 3m6 cứng 80 nha mấy anh, cứng 80 ạ. À. Mã 18. 450k. Mã 19 thì em gửi đến anh đó là một siêu phẩm đến từ hãng Daiwa nha, chiều dài 4m cứng 80 cho mình luôn. Cây này đến từ hãng Daiwa nha. Hàng Thái Lan xuất Nhật, mã code đầy đủ cho mình luôn. Đẹp keng à, Wonderlock. Phôi đẹp sáng bóng cho mình luôn nha. Đây, cái đầu của nó này. Quá đẹp cho cây cần này, nắp chụp theo cần luôn nha mấy anh. Nắp chụp theo cần, chính hãng Daiwa nha. Hàng Thái Lan xuất Nhật, chiều dài 4m cứng là 80. Cứng cao ha, cho mình câu biển, câu sông đều được nha, đi săn hàng nha. Cây này thì ngọn của nó là 3 ly 8, trọng lượng 424g. Đây.
À cho con mình coi cái đầu bu chứ. Cái đầu bu rất là sáng luôn nha. Cây này xuất sắc lắm nha mấy anh. Màu phôi đẹp keng sáng bóng cho mình luôn nha. Đấy. Ngọn to nha, thân to cho mình luôn. Đấy. Không một vết trầy xước nha, độ mới cao không lỗi lầm gì đâu ạ. Màu nước sơn ánh tuyến xoắn xoắn nha, xoắn vân nha, sờ vào cảm nhận được luôn nha mấy anh. Đấy. Cây cần mã số 19 ạ, mã số 19, một cây cần đến từ hãng Daiwa, chiều dài 4m, cứng 80 nha. Em bán với giá là 1,5 triệu nha mấy anh. 1,5 triệu cho cây cần này ạ. Đấy, nắp chụp theo cần đầy đủ luôn nha. Một triệu 500 ngàn cho mã số 19 này nha mấy anh. Đấy, phôi đẹp keng cho mình luôn nha. Chính hãng Daiwa Wonderlock. Mã số 20 thì em gửi đến ban đó là một cây cần câu ngâm lăn xê khá lộ mát. Đây, cây này phôi fit nha. Cây này thì nó có cái bát Fuji bát gập FS7 à. Phôi fit thì nó sẽ cái độ dẻo của nó rất là ok nha mấy anh. Cũng cứng cáp lắm ạ. Cây này nó có trọng lượng là 362g và ngọn 2 ly 2. Vàng khoen loại sứ phát quang cho mình luôn. Đấy. Một cây Cirrus chiều dài 2m4 nha mấy anh, chiều dài 2m4. Màu phôi vẫn còn sáng bóng cho mình luôn nè. Đấy, không có bị trầy xước gì hết đâu nha mấy anh. Tay cầm nhìn màu phôi đẹp keng cho mình luôn ha. Một cây câu ngâm câu lăn xê khá là ok. Chiều dài 2m4 ạ. Độ nảy có khá là cao nha. Trọng lượng 362g và ngọn 2 ly 2. Mã số 20 em bán với giá 390k cho cây cần này nha. 390k, 390 nhé. Cây này độ cứng tầm khoảng 80 cho tới 100 nha mấy anh, cứng 80 cho tới 100 nha, khá là ok này. Mã số 20 390k. Mã số 21 thì em gửi đến anh đó là một cây cần đây. Cây cần này là cây cần chính hãng Suzumi, phôi carbon xoắn nha, xoắn toàn thân cho mình. Chiều dài 2m7, cứng 40 nha, cứng 40 cho tới 60 nha mấy anh, cứng 40 cho tới 60. Ngọn 2 ly và trọng lượng 265g, ngọn sợi thủy tinh cho mình luôn ha. Bắt Fuji bắt gặp FS7 trang khoen Fuji loại sứ xám cho mình luôn nha. Ngọn 2 ly đi ạ. À. Rất là dẻo nha. Màu phôi carbon xoắn này. Chính hãng Suzumi, tem vàng còn đầy đủ nha mấy anh. Tem vàng còn đầy đủ, độ mới còn tầm khoảng là 80-85% nha. Bắt Fuji bắt gặp FS7 và tay cầm dạng cán gỗ cho mình luôn. Đây, khá là chắc chắn. Mã số 21 em bán với giá là 690k nha. 690k cho cây cần này nha. Chính hãng Suzumi. Mã số 22 thì em gửi đến anh đó là một cây Raran chết nha. Chiều dài 2m7 cho mình luôn. Và cây này nó có độ cứng là 60 cho tới 100 nha. Thiết kế vàng khoen nòng súng này khá là cao luôn cho mình luôn. Đấy, mình câu đa thể loại nha, câu ngâm, câu lua đều được luôn nha mấy anh. Đánh cá cho xong nha, câu lua bạo lực nha. Cây này nó có cái ngọn là 4,5 ly và trọng lượng là 299g nha. Vàng khoen đẹp keng cho mình nè. Phôi carbon xoắn chìm dưới màu nước sơn nha. Tay cầm dạng cán mút êm ái và bát là bát vặn cho mình. Khúc cuối có một cái khoen cột dây bảo hộ đây ạ. Đấy, khá là chắc chắn, màu phôi đẹp sáng bóng cho mình luôn. Cây cần mã số 22 em bán với giá là 310k cho cây cần này nhé. 310k, vàng khoen rất là đẹp nha mấy anh, rất là đẹp. 310 ạ. Mã số 23 thì em gửi đến anh đó là một cây cần Sancha phiên bản cắm gốc nha. Cái gốc của nó thì tầm khoảng là 80cm và cái ngọn của nó là 1m6, tổng thể cây cần này là 2m4 nha. Cái bát đây ạ, à, bát Fuji viền màu vàng gold nha. Và cái khoen này là khoen Fuji loại xứ xích chân gold đẹp keng cho mình ha. Đây. Cây này nó có cái tên là Avoluton Okinawa Mamika nha mấy anh. Đấy, đẹp keng ha. Cây này nó còn cái loại 2 khúc nha, chiều dài 3m15 nữa nha mấy anh. Ngọn rất là chắc chắn nha. Cây này tải tỉnh 5-7kg vô tư nha mấy anh. Tải mồi mát 1,5kg nha. Đầu bu khá là to cho mình luôn nè. Đấy. Vàng khoen tất cả đều là khoen Fuji loại xứ xích chân gôn nha. Đẹp keng sáng bóng cho mình luôn ha. Cây cần mã số 23 em bán với giá là 1,9 triệu nha mấy anh. 1,9 triệu cho cây cần này nha. Ngọn 3 ly 7, trọng lượng 390g. Ngọn 3 ly 7, trọng lượng 390g. Đấy, 1,9 triệu nha. Mã số 23, 1,9 triệu. Dạ rồi, cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại ghi trên màn hình nha. Hoặc Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi, được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. Chào các anh.